nhẹ dạ, cô gái bị lừa bán làm vợ xứ người 4 năm. Ngày 13 tháng 8, công an tỉnh Cao Bằng cho biết, công an huyện Nguyên Bình phối hợp với phòng phòng nghiệp vụ công an tỉnh giải cứu một phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc. Trước đó ngày 11 tháng 8 năm 2021, công an huyện Nguyên Bình tỉnh Cao Bằng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã giải cứu chị LTH trú tại huyện Nguyên Bình. Chị LTH cho biết, khoảng tháng 4, 2017, qua mạng xã hội, chị quen biết một người lạ và được người này hứa hẹn sẽ tìm giúp việc làm với mức lương cao. Tin và đi theo người lạ, chị Hát đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Tại đây, chị bị ép sinh sống với một người đàn ông Trung Quốc và sinh con vào năm 2019. Do bị đối xử tệ bạc, cuộc sống khó khăn, chị Hát đã đưa con bỏ trốn về Việt Nam. Để được cứu thoát, chị đã liên lạc với công an huyện Nguyên Bình qua mạng xã hội và được công an huyện Nguyên Bình phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Cao Bằng giải cứu thành công. Hiện tại, chị Hát và con nhỏ đã được đoàn tụ với gia đình, tiếp tục sinh sống tại địa phương. Công an tỉnh Cao bằng đang tiếp tục điều tra, truy bắt kẻ đã lừa bán nạn nhân sang Trung Quốc. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.